hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay đó một lần nữa tôi làm video đó cũng khá là trễ Bây giờ là khoảng 9 giờ 10 phút tối giờ Cali Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 19 Tây tháng 1 Thì ở Việt Nam đó hôm nay là là ngày thứ năm ngày 20 Tây tháng 1 rồi Thì uh, từ khi đầu năm tới bây giờ đó công ty uh, khá là bận Cho nên uh, gần đây đã Thuần làm video cũng hơi trễ Và tôi cũng cố gắng dành thêm thời gian để mà chia sẻ những thông tin trên những mạng so với các bạn Nhưng mà hôm nay thì công ty lại quá bận cho nên không không có nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà hôm nay tôi sẽ cố gắng dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin đã bật ngày hôm nay. Tuần sau đó hy vọng là công ty nó sẽ đỡ bận hơn thường sẽ có thêm nhiều thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin với các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có lo tại vì các bạn thấy được là Bitcoin cũng không đi đâu hết Thị trường này nó cứ đứng yên một chỗ mà thôi Khi chúng ta nhìn vào giá cả của BTC đó Bây giờ là 41.908 Thì cái giá này so với ngày hôm qua đó Thường cảm thấy nó cũng tương đương với nhau mà thôi Các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào cái trang là Coin 360 đó các bạn sẽ thấy được là có màu xanh, có màu đỏ nhưng mà thật ra cũng không có xanh lắm và cũng không có đỏ lắm. Có nghĩa là thị trường cũng không có di chuyển nhiều đối với những cái đồng lớn khi mà các bạn nhìn vào những năm lớn ngày hôm nay đó để thùng refresh cái trang go khi refresh các bạn sẽ thấy được là giá cả của BTC và Ethereum so với lại ngày hôm qua thì cũng tương tự như nhau mà thôi các bạn thấy được là lên chỉ có 0,3 hay là 0,4 phần trăm coi như cũng không có cái gì gọi là thay đổi nhiều BNB thì tăng 1,3 phần trăm các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Cardano thì xuống 6,2% à, để thương xem coi là thương nhớ là cái ngày mà sẽ có Sunday Swap là ngày 20 tây có nghĩa là ngày mai thì sẽ có um, Sunday Swap thì trước khi mà có Sunday Swap đó Cardano cũng đã tăng giá và các bạn thấy được là hiện tượng nó cũng giống như là cái thời kỳ mà chúng ta thấy Cardano có cái smart contract đó thì giá cả tăng nhưng mà sau khi mà có smart contract giá cả lại đi xuống chúng ta hy vọng là Cardano lần này khi mà chúng ta có sân đề swap đó, thì sau đó sẽ có một cái hệ sinh thái được gây dựng có DeFi có NFT ở trên mạng lưới của Cardano thì sẽ hỗ trợ được cho cái tương lai của Cardano chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ có Sunday Swap chúng ta sẽ biết thực hư như thế nào và như là thường đã chia sẻ với các bạn đó đối với lời Sunday Swap đó đây là cái DAX có thể nhiều người đang chờ đợi là cái DAX hoàn chỉnh đầu tiên của Cardano nhưng mà ngay cả bản thân Sunday Swap cũng đã nói là Tuy là họ đã thử nghiệm rất là nhiều Thời gian qua họ đã thử nghiệm rất là nhiều Để mà có thể hoạt động tốt trên lưu của Cardano Nhưng mà không ai có thể biết được Cho đến khi nào mà họ có mặt ở trên mainnet Và cái đội của Sunday Swap cũng đã nói là các bạn cũng nên có những cái chuẩn bị Giống như là trong một ngày đầu tiên hay là thậm chí trong một tuần đầu tiên Sẽ có những cái lỗi liên quan tới mạng lưới hay là liên quan tới cái lập trình của Sunday Swap Thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị tâm lý Tại vì những cái điều đó sẽ có thể xảy ra và họ sẽ giải quyết trong vòng một tuần Thì đây là điều mà được nói đến bởi đội của Sunday Swap mà thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp thì Solana các bạn thấy được là xuống 1,6% À, cũng không nhiều lắm XRP, Thè Luna, Polkadot Dogecoin, Avalanche, Shiba Inu các bạn thấy là phần lớn các đồng đều dậm chân tài chỗ ở hiện tại. Và nếu như mà các bạn đọc những cái tài liệu liên quan đến crypto các bạn sẽ không có thấy được là lý do tại sao đâu, thậm chí các bạn còn nhận được rất nhiều những thông tin tốt trong thị trường crypto thì cái sự ảnh hưởng đến từ đâu? Thì cái sự ảnh hưởng đó vẫn tiếp tục là đến từ thị trường chứng khoán và đặc biệt đó chính là bây giờ hầu như là mọi người vẫn đang tiếp tục chờ đợi xem coi là thông báo kế tiếp của Fed cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Thì uh, các bạn cũng đã biết rồi, Fed tháng uh, tháng 12 cũng đã chia sẻ là họ đã có ý định là tăng lãi suất và họ sẽ tăng đó uh, trung bình là khoảng chừng ba uh, 3 lần trong năm 2022 này. Và khi nào tăng đó uh, thì chúng ta vẫn chưa có biết. Đây là cái điều mà mọi người vẫn đang chờ đợi. Và một số người đó bây giờ có hai điều họ không rõ. Thứ nhất là họ không biết đó uh, là Fed tăng lãi suất là sẽ bao nhiêu lần. Tuy là Fed nói là trung bình chung mình thôi chứ không phải là sẽ ba lần chung mình là sẽ ba lần trong năm nay nhưng mà các bạn cũng đã thấy rồi những ngân hàng như là Goldman Sachs hay là Jimmy Diamond của ngân hàng Chase thì nói là chúng ta có thể thấy tết tăng lãi suất bốn lần thậm chí là chase nó là tăng năm sáu lần à, trong năm nay thậm chí còn hơn số đó nữa và đó là một điều mà nhiều người vẫn đang dự đoán bây giờ họ vẫn không có rõ và thứ nhì nữa là tăng là tăng bao nhiêu giống như là tăng đó là tăng 0,25% hay là tăng 0,5% nhiều người thì cho là Fed sẽ tăng từ từ tại vì không muốn làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng mà nhiều người nói là không đâu bây giờ Fed đã giống như là quá chậm về cái việc là quản lý lạm phát rồi cho nên cái đợt tăng đầu tiên đó họ cần phải tăng cho mạnh vào để quản lý cái sự tăng trưởng của những giá cả mặt hàng để quản lý được cái phần trăm lạm phát cho nên cái bài điều là bây giờ rất nhiều người thì bây giờ đây thì họ đang à, không biết rõ là cái bước kế tiếp Fed sẽ làm gì cho nên vì lý do đó chúng ta thấy được là gần đây đã có một cái đợt bán cổ phiếu ảnh hưởng đến từ thị trường chứng khoán và các bạn thấy được là những chỉ số gần đây thường chia sẻ với các bạn đó các bạn nhìn trên màn hình đi thì đây là thống kê của ngày hôm nay thì ở Hoa Kỳ chỉ số lớn như là Dow Jones thì xuống gần như một phần trăm S&P 500 xuống gần như một 1% và Nasdaq đó thì xuống 1,15% và trong trong cái chỉ số Nasdaq này các bạn cũng đã biết là một trong những chỉ số mà có rất nhiều những công ty à, công nghệ và thậm chí uh, Nasdaq xuống liên tục trong thời gian gần đây và với cái sự đi xuống giá hôm nay hơn một phần trăm đó thì Nasdaq đã xuống 10% phần trăm từ cái đỉnh cao nhất từ tháng 11 rồi và khi mà các bạn thấy chỉ số của chứng khoán xuống 10% đó thì coi như chúng ta đã đi vào cái dùng điều chỉnh rồi Các bạn thấy được là 10% lên xuống đó là chuyện chúng ta thấy hàng ngày thậm chí là hàng giờ khi mà các bạn tham gia vào crypto Nhưng mà đối với thị trường tài chính nói chung đó thì chỉ số Nasdaq mà xuống 10% từ cái đỉnh đó, thì coi như chúng ta đã đi vào cái dùng gọi là correction nghĩa là điều chỉnh như các bạn nhìn thấy trên màn hình và khi nào thì một cái chỉ số này mới cho chúng ta thấy được là chúng ta đã đi vào một cái đợt suy thoái tài chính thì đó là không phải tính theo là những cái chỉ số chứng khoán xuống bao nhiêu phần trăm mà tính theo một cái gọi là gdp có nghĩa là tổng sản lượng quốc nội nếu như mà tổng sản lượng quốc nội đi xuống liên tục hai cái quý nghĩa là 6 tháng liên tục đi xuống đó thì coi chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính rồi. Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa đến cái thời điểm đó chỉ là mới bắt đầu đi vào cái dùng gọi là điều chỉnh mà thôi, có nghĩa là bắt đầu từ 10% và hôm nay các bạn thấy được là Nasdaq đã xuống 10% từ cái đỉnh rồi, chúng ta đã chính thức bước vào cái dùng điều chỉnh của chỉ số Nasdaq rồi. Và tại vì sao? Tại vì các bạn cũng đã thấy thường chia sẻ mới đây đó là mọi người bây giờ vẫn không có rõ là sẽ tăng lãi suất bao nhiêu và tăng bao nhiêu lần đây là hai điều mà mọi người vẫn chưa có rõ hiện tại khiến cho là nhiều người đó các bạn cũng đã biết là chỉ số à, chứng khoán đó đã tăng rất là nhiều trong thời gian có thể nói là à, hơn một năm rưỡi qua cho nên đó, rất nhiều người có thể là họ cảm thấy là an toàn hơn là họ sẽ bán cổ phiếu của mình để mà chốt lời hay là họ cảm thấy là giữ một số tiền mặt nó sẽ an toàn hơn tại vì có quá nhiều điều chúng ta chưa có biết rõ và các bạn thấy đây cũng là một trong những cái yếu tố mà nhiều người vẫn cho là làm ảnh hưởng trực tiếp đến với thị trường crypto tại vì hiện nay chúng ta đang có rất là nhiều những người trong thị trường crypto cũng đang đầu tư vào uh, thị trường chứng khoán và nhất là chúng ta nói đến chỉ số Nasdaq chỉ số mà có nhiều uh, công ty công nghệ đó thì nhiều người nói là nhiều người giữ những cổ phiếu công nghệ cũng giữ crypto uh, và họ xem crypto cũng như là một cái loại cổ phiếu công nghệ mặc dù là không phải sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa Nhưng mà khi mà họ muốn an toàn hơn Họ không muốn chấp nhận nguy hiểm cao đó Thì thường họ sẽ bán những công ty công nghệ Và có thể là họ cũng bán crypto của mình Đây có thể là lực bán đến từ những người đầu tư Mà đầu tư cả hai thị trường crypto và thị trường chứng khoán Nhưng mà các bạn thấy được là cái sự lo ngại đó lại tăng lên Khi mà chúng ta thấy những thông tin như là ngày hôm nay đó Thì các bạn thấy được là Tổng thống Joe Biden nói ngày hôm nay đó là sẽ ủng hộ những cái quyết định liên quan tới chính sách tiền tệ đến từ chủ tịch của Fed, nghĩa là chủ tịch của cục Gmail của Hoa Kỳ, John Powell thì um, các bạn thấy được là đương nhiên rồi, tại vì uh, tổng thống Joe Biden cũng đã đề cử uh, chủ tịch Joe Powell để có thể có được nhiệm kỳ thứ hai. thì bây giờ đó đối với lại uh, tổng thống Joe Biden thì chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là phần trăm lạm phát cần phải được quản lý. nhưng mà điều này có nghĩa là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hay là không thì không nghĩ như vậy đâu. để chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của thần hiện bây giờ. nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào và kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain, cũng như là đa chuỗi đó, giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 nhưng mà vì cái lý do đó đó các bạn thấy được là khi mà mọi người lo lắng về lãi suất tăng đó thì sẽ dẫn đến à, một số điều như là các bạn sẽ thấy được là cái à, phần trăm lãi suất công trái phiếu cũng tăng đương nhiên tại vì nhiều người à, nghĩ là lãi suất của fed sẽ tăng lên thì công trái phiếu lãi suất cũng tăng lên và thậm chí các bạn thấy được những công ty mà khởi nghiệp đó và những công ty công nghệ đó thì những năm đầu tiên họ sẽ không có lời đâu cho nên đó, những công ty này họ sống sót hay là họ phát triển là nhờ họ có thể là mượn với cái mức lãi suất thấp để mà phát triển công ty của họ và khi mà chúng ta thấy là phép tăng lãi suất thì sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cái lãi suất mà họ có thể mượn để mà phát triển cho nên nhiều người suy nghĩ đến điều đó cho nên có thể nghĩ là những công ty um, cổ phiếu liên quan đến công nghệ có thể là trong thời tới đây sẽ không có ổn đâu tại vì lãi suất tăng lên khiến cho họ mượn tiền với cái giá cao hơn họ sẽ không mượn được nhiều tiền như là trước đây và đương nhiên các bạn thấy được là lãi suất tăng cũng làm ảnh hưởng đến là cái dự tính tương lai của những nhà đầu tư đó xem coi điện công ty này sau này họ sẽ có thu nhập như thế nào trừ ra cái phần trăm lãi suất và vì lý do đó đó các bạn thấy được là cũng trở lại với lại um, điều mà thường nghĩ đang xảy ra hiện bây giờ đó chính là nhiều người xem thị trường crypto đó bitcoin, ethereum vân vân như là một uh, chứng khoán công nghệ. Điều này đó là không đúng đâu các bạn, tại vì uh, các bạn uh, cũng đã thấy đây tuy là một cái thị trường liên quan đến công nghệ nhưng mà đây không phải là những cái chứng khoán. Bitcoin không phải là một công ty, Ethereum cũng không phải là công ty, Solana cũng không phải là một công ty. Đây là những cái giao thức là những cái uh, nền tảng liên quan đến công nghệ và các bạn thấy được là những cái mà làm ảnh hưởng đến uh, giá của cổ phiếu đó thì thực sự là không có liên quan đến sự crypto đâu, tại vì chúng ta cứ uh, nghĩ đi, các bạn thấy được là nếu như mà nó Nói tới là những công ty công nghệ đó Họ cần phải mượn được tiền Với cái giá thấp Để mà phát triển công ty của mình Nhưng mà các bạn thấy là Bitcoin đâu cần phải mượn tiền đâu Nó rất là khác Cho nên đây là một số điều khác biệt Và ngày mà quan trọng kế tiếp đó Nhưng mà nào mà quan tâm Đó chính là cái ngày mà Phép hợp kế tiếp Trong năm nay Một năm đó Fed hợp là 8 lần Thì ngày 25 tây Và ngày 26 tây tại nghĩa là tuần sau đó thì Fed sẽ họp tháng 1 này và bây giờ mọi người đó đều nghĩ là tháng 1 này đó khi mà Fed họp họ sẽ thực sự được có thông tin chính thức là khi nào họ sẽ tăng lãi suất và họ có thể gợi ý là tăng khoảng trường bao nhiêu. Tôi nghĩ là thị trường sẽ giống như là à, không có nhiều động tĩnh đâu Có thể là nhiều người sẽ bắt đầu là tiếp tục ngồi chờ đợi Xem coi là ngày 25-26 Tây đó Khi họ họp xong Thì à, Fed sẽ có những cái quyết định gì liên quan tới lãi suất thì đừng nghĩ là thị trường có thể là tiếp tục chờ đợi ở thời điểm đó và chúng ta thấy được là Fed chỉ nói chung chung trước đây thôi là họ sẽ tăng lãi suất sau khi mà họ ngừng cái số lượng tiền bơm vào trong thị trường và thời điểm đó là khi nào thì thời điểm đó là khoảng chừng cuối tháng 3 là đầu tháng 4 thì bắt đầu chúng ta mới nói tới tăng lãi suất. Bây giờ đó là điều mọi người đang chờ đợi coi Fed tuần sau sẽ nói những gì. Nhưng mà một điều mình thuận cũng thấy được đó là tuy là chúng ta thấy cái sự tương đồng giữa thị trường crypto và Nasdaq gần đây nhưng mà các bạn thấy là gần đây thì thật sự mà nói là ngay cả hôm nay đi các bạn đã thấy rồi chỉ số Nasdaq chỉ số um, Dow Jones chỉ số S&P đó đều đi xuống là một phần trăm hay hơn một phần trăm nhưng mà các bạn thấy là Bitcoin đó thì đi xuống thậm chí là không đi xuống mà còn đi hàng ngang tăng một ít ngày hôm nay là 0 phần trăm thì coi như gần đây mấy ngày này thì cũng đã đỡ hơn là trước đây trước đây các bạn thấy là chỉ số Nasdaq xuống là hai phần trường crypto xuống tới 5% lần Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số thông tin nổi bật đi. Chúng ta đã nói xong cái phần Fed và cái sự ảnh hưởng rồi. Thì nói tới những thông tin nổi bật đó, thì một trong những cái cuộc phỏng vấn lớn ngày hôm nay đó là cuộc phỏng vấn với lại Mike McClellan của Bloomberg. Đây là một nhà phân tích của Bloomberg. Và đây là cuộc phỏng vấn giữa Mike McClone và Coin Telegraph thì nói tới rất là nhiều điều. Thì nói chung đó, Thuận thì cũng có nhiều cái suy nghĩ tương tự như là Mike McClone. Thì đương nhiên những câu hỏi xoay quanh là Mike McClone là một trong những người mà rất tin tưởng là Bitcoin sẽ đạt được 100.000 đô và Ethereum sẽ được là 5.000 đô hay là hơn con số đó trong năm nay. Thì Mike McClone với những gì đã thấy được trong hai tuần đầu của năm 2022 thì có còn lòng tin đó hay là không thì mẹ mcclone nói là vẫn còn lòng tin đó thật ra cái câu nói mà mẹ mcclone nói là không phải là mọi người mất lòng tin đối với bitcoin đâu hay là ethereum đâu hay là bất cứ một cái dự án lớn nào mà họ tin tưởng trong hiện crypto thường nghĩ là mọi người cái suy nghĩ bây giờ không phải là mất lòng tin mà cái suy nghĩ bây giờ là mọi người hơi thất vọng một chút về những gì xảy ra tại vì mọi người muốn thấy được là thị trường chứng khoán bất ổn nhưng mà thị trường crypto vẫn có thể tiến lên crypto trở thành một nơi mà tiền nó sẽ đẩy từ chứng khoán qua bên crypto để mà trở thành bitcoin thực sự trở thành một cái tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà điều đó vẫn chưa có thật sự xảy ra cho nên nhiều người có thể là thất vọng một chút và mọi người đó thực ra những người nào mà vẫn còn trong thị trường này đó thì phần lớn vẫn tiếp tục có đồng tin là Bitcoin sẽ đạt được 100 ngàn thậm chí hơn con số đó Câu hỏi là khi nào mà thôi Và với như đang xảy ra ra thì nhiều người bây giờ có thể nghĩ là Có thể là 100 ngàn đó nó sẽ lâu hơn là chúng ta tưởng Nhưng mà đồng tin đó vẫn là còn đối với lại Mike McClone Và Ethereum thì cũng như vậy Vẫn tin này Ethereum sẽ hơn 5 000 đô trong năm nay Và cái mà Mike McClone nói đây đó là chúng ta đang chứng kiến à, cái sự à, khác biệt giữa hai cái loại nhà đầu tư khác nhau. Các bạn thấy là năm ngoái đó và năm trước đó, năm 2020 và năm 2021 thì thị trường này có rất nhiều người mới tham gia vào chúng ta quan hô khi mà họ đem tiền vào trong thị trường này nhưng mà những nhà đầu tư mới thực sự rất là khác những nhà đầu tư cũ các bạn thấy được là khi mà bitcoin đó ra đời đó thì những người mà có lòng tin với bitcoin đó rất khác với những người mà có lòng tin với bitcoin năm 2013 cái mùa tăng trưởng đó và khác với lại những người mà tin bitcoin năm 2017 và những người mà tin bitcoin năm 2017 đó lại khác những người mà tham gia vào à, năm ngoái và năm trước đó cho nên đó, cái uh, suy nghĩ của những nhà đầu tư mới rất khác những nhà đầu tư cũ và những nhà đầu tư mới đó có thể là không có cái lòng tin là bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị hay là tin bitcoin như là những người mà đã tham gia những chu kỳ trước đó cho nên chúng ta nên chứng kiến là những người mà có lòng tin thấp hơn đó họ sẽ um, rời khỏi top và họ sẽ rời khỏi crypto để họ bảo toàn cái vốn của mình khi mà họ thấy thị trường không ổn tại vì họ vẫn nghĩ là thị trường crypto là một cái thị trường có cái tính nguy hiểm cao tương đương với là những công ty công nghệ như thùng mới vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà ngược lại những uh, crypto đó những bitcoin hồi đó, đó thì lại được thu mua với những người mà có lòng tin vững chắc hơn và các bạn thấy được đây là cái sự cân bằng giữa hai bên hiện bây giờ và cái mức hiện bây giờ đó mai văn nghĩ là chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự uh, di chuyển tiền đó từ những người mà không có lòng tin nhiều qua những người mà có nhiều lòng tin hơn Đối với thị trường này giữ giá bitcoin ở những cái mức mà chúng ta thấy gần đây 41 42 43 cứ liên tục như vậy và cái mức xấu nhất mà Mike McClone thấy đó là có thể là mức nào? Thì Mike McClone nói là xấu nhất Ông ta có thấy được đó là khoảng chừng là xuống tới gần 30.000 đô Nhưng mà khả năng đó cực kỳ thấp đối với lại Mike McClone Tại vì Mike McClone nói là bây giờ có rất là nhiều người đó những người này thì họ cũng đang chờ đợi để có thể mua crypto về cái mức giá mà hợp lý và những người này đó suy nghĩ của họ sẽ khác với là những nhà đầu tư mà tham gia vào năm ngoái hay là những nhà đầu tư tham gia vào những kỳ trước đó có rất nhiều người bây giờ họ đang có tiền và họ đã nhận ra được đó là bitcoin và crypto đó sẽ là tương lai các bạn thấy được là trong năm nay và năm ngoái đó thì rất rõ ràng một trong những điều khác biệt giữa cái chu kỳ này và cái chu kỳ năm 2017 đó là năm 2017 người ta vẫn hỏi câu hỏi là crypto liệu có à, tan biến mất hay là không, có thể nào crypto sẽ nổ bong bóng và hoàn toàn biến mất. Câu hỏi đó vẫn là một câu hỏi rất phổ biến của năm 2017 nhưng mà năm 2021 và 22 này đó thì hầu như ai cũng hiểu là crypto là tương lai, nhưng mà crypto nào và tương lai sẽ ra sao? cái đó là câu hỏi còn về việc crypto có phải là tương lai hay không nên thì nghĩ là nhiều người bây giờ đã tin hơn rồi vì lý do đó có nhiều người đó họ đang có tiền và họ chờ đợi một mức giá hợp lý hơn để họ mua không hẳn là họ tin vào crypto đâu nhưng mà họ mua để làm gì như là mua bảo hiểm gì đó họ không có muốn giống như là bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào cho nên một phần tiền nhỏ đó thôi cũng có thể là giữ giá cho BTC và crypto được cho nên cho dù là giá rớt xuống dưới 40.000 đó thì mà McClone không nghĩ chúng ta sẽ về tới mức 30.000 đâu. Đó là suy nghĩ của Mike McClone và chúng ta đang chứng kiến là trong năm nay thôi nếu như mà thật sự năm nay là một năm mà không ổn cho chứng khoán đó thì năm nay nếu như mà Bitcoin có thật sự trở thành một loại tài sản nó chịu giá trị thì năm nay là năm Bitcoin phải chứng minh được điều đó và Mike McClone mới nghĩ là Bitcoin đang chuyển từ một cái loại tài sản À, giống như người ta đầu tư hay là đầu cơ nhiều chuyển thành một loại tài sản lưu trữ giá trị đó là điều được chia sẻ bởi cái buổi phóng vấn này đối với lại Mike mcclone của bloomberg và contagraph cầm nghĩ như nào các bạn hãy comment ở bên dưới